Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ may một cái áo ngủ như vậy ha. Ở trong cái mẫu thì người ta sẽ may bằng cái chất liệu vải phi bóng hoặc là phi lụa. Nhưng mà mẫu này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên chất liệu vải là cô tông. Nó có cái độ co giãn mặc cho nó thoải mái hơn là cái chất liệu này ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong cái mẫu nha. Các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều dài của cái phần áo. Áo này thì mình sẽ lấy dài là bằng trên đầu gối là 5 phân nha các bạn. Tùy theo chiều cao của mỗi người mà các bạn sẽ cắt cho nó phù hợp. Ở đây thì mình sẽ lấy dài là bằng 75. Thì các bạn sẽ có được cái chiều dài của cái phần áo. Như cái mẫu này thì các bạn nhìn thấy là người ta sẽ cắt bằng cái canh vải xéo các bạn nha. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình xuống cái phần hạ ngực là bằng ngực chia cho 5 cộng 1. Hạ eo thì các bạn lấy cho mình 35 và hạ mông thì các bạn lấy cho mình 18. Ngực chia cho 5. Ở đây các bạn nhìn thấy dòng ngực 86 chia 5 là bằng 17,5. Bạn cộng 1 thì bằng 18,5. Các bạn lấy xuống cho mình một cái đoạn là bằng 18,5. Sau đó thì các bạn sẽ đo xuống cho mình là 35. Và từ 35 này thì các bạn mới đo xuống cho mình đoạn này là bằng 18. Đoạn này đến đây là 18. Đoạn này 35 và đoạn này là 18,5. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cho mình ngang vai. Ngang vai ở đây là bằng vai chia cho 2 là bằng 17. Rồi các bạn hạ xuống cho mình 4 phân, vào cho mình 7 phân cho dòng cổ là cổ chia cho 5. Bạn nối xuống cho mình 1 điểm. Với cái vỏ vải chất liệu là co giãn nha các bạn. Đây là mẫu 66. Thì các bạn lấy cho mình ngang ngực ra cho mình là bằng ngực chia cho 4, eo chia cho 4 và mông chia cho 4, các bạn cộng cho mình 3. Ngực chia 4 ở đây thì các bạn nhìn thấy nó là bằng 21,5. Eo chia 4 ở đây là bằng 18. Mông chia cho 4 cộng 3, mông là 24,5 cộng cho 3 là bằng 27,5. Các bạn sẽ lấy ngang qua ngực chia 4 là bằng 21,5 ha. Hạ eo là bằng 18. Và mông ngang mông là bằng 27,5. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần thân áo như thế này. Nếu như mà các bạn không có muốn lấy rộng ở trên cái phần hông này mà các bạn chỉ muốn lấy rộng phần dưới thì các bạn có thể là đi từ cái phần hông thu nhỏ lại và đẩy cái phần váy ra. Nhưng mà mình thấy đi như vậy thì cái váy ở dưới nó nhìn nó mềm mại hơn nha. Và mình sẽ vẽ được cái phần tùng váy ở đây. Các bạn lên cho mình cái này là 5 phân thì các bạn sẽ có được cái phần thân áo. Các bạn dựng vuông góc nè. Dựng vuông góc. Lùi cho mình 2 phân, chia làm đôi. Và các bạn sẽ vẽ cho mình được cái dòng nách ở đây. Cái dòng nách này thì mình sẽ lấy cái điểm cuối này nha các bạn. Sau đó là mình sẽ lùi cái phần này vào 1,5 phân, mình chỉnh cái dòng nách này qua. Lùi vào 1,5 phân. Thì các bạn chỉnh dòng nách này qua nè. Và cái phần dây áo thì từ ngôi dây các bạn lùi vào 5 phân và các bạn sẽ kéo dài cho mình cái đoạn dây. Cái đoạn dây này nó sẽ có chiều dài là 8 cm nha. Đoạn dây này có chiều dài là 8 cm. Và nếu như mà các bạn mà muốn cho cái phần dây này mà nó sâu hơn thì các bạn có thể xuống sâu. Và cái phần nách này nè, các bạn muốn mà nó đi sâu vào hơn nữa thì các bạn có thể điều chỉnh. Còn không thì các bạn sẽ lấy cái phần đầu dây lùi vào 2 phân và các bạn đi đường này cũng được. Mình sẽ làm nhiều cái để cho các bạn hình dung ra là nếu mình muốn cái mẫu sâu thì mình sẽ làm như thế nào. Sau đó thì từ cái phần ngang ngực này các bạn xuống cho mình 4 phân thì mình sẽ có được cái phần cổ tim ở đây.
Và cái mẫu này thì nó sẽ cực kỳ sexy nha các bạn. Đó, nó sẽ nằm như thế này. Đó. Nhưng mà nếu như mà các bạn dịch chuyển cái phần dòng nách qua đây, các bạn xuống sâu thêm một đường nữa thì cái phần cổ của mình nó sẽ biến sang cái độ sâu là độ sâu khác. Nằm ở đây. Thì các bạn nhìn và cũng hình dung giống như là khi mình mặc một cái áo ngực á, thì cái này nó cũng gần giống như là một cái phần áo ngực ở phía trên để chúng ta gọi là để che được cái phần ở phía trên ha. Rồi cái tiếp thì với cái phần eo này các bạn sẽ lên cho mình hai phân và các bạn sẽ đi cho mình cái góc. Thì cái góc này cái lát nữa các bạn sẽ cắt nó ra và ở đây các bạn sẽ sử dụng nó là cái sợi dây ha. Và các bạn nhìn thấy nè, mình để hai cái mẫu gần vô để cho bạn nhìn thấy ha. Bắt đầu từ cái phần nách nè, đây là phần nách của mình, nách áo của mình mà. Rồi nó sẽ có một cái đường cong, thì từ cái phần nách này vô cái phần cong á thì nó khoảng chừng 7 phân. Từ phần nách đi vô để điểm tới cái điểm đầu là nó chừng 7 phân thì nó nằm ở ngay vị trí này là đúng nè. Thì nó vừa với lại cái áo này. Còn các bạn đi sâu hơn á là cái đường trong này á thì nó sẽ đẩy cái phần dây mình vô một chút thì chỗ này nó hơi túm mà nó không có được đẹp chỗ này. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái vị trí này nè, là vị trí đúng. Và nếu như mà các bạn thích mà cho nó bầu bầu, nó có cái đường cong cong chút á thì các bạn có thể đánh cong đường này. Đó. Thì bây giờ tóm lại là các bạn sẽ cắt rã cho mình cái đường này ra theo cái đoạn dây này nha. Cái miếng này thì các bạn sẽ cắt rã nó ra. Đó. Rồi ngay cái điểm dưới này nè, khi các bạn cắt rã thì các bạn sẽ cắt mở ra cho mình. Cái độ cắt mở này thì các bạn chỉ cần cắt mở ra cho mình 5 phân thôi. Và cái lớp ngoài thì các bạn sẽ may rút dúng. Ha. Còn lớp trong thì bạn sẽ giữ nguyên. Thì chúng ta sẽ có được cái phần form trước của cái phần thân áo. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho cái phần form trước này nha. Rồi các bạn sẽ có được cái form trước của cái phần thân áo ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ quay ngược cái phần váy, quay ngược lại ha, để chúng ta sẽ thực hiện cho cái phần thân sau. Và khi các bạn quay ngược lại thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần giấy của mình đó. Nó nằm đúng ngay chỗ góc dư nè. Đó, để chúng ta sẽ vẽ được cái phần thân sau ở đây. Với cái mẫu này thân sau á, thì mình sẽ lấy cái phần thân sau này, nó không có cái hình ha, không có hình thân sau, nhưng mà mình cũng lấy là cho nó được sâu xuống ha, cho nó mát. Mình sẽ lấy lại cái đường giữa nè. Cái đường giữa này thì các bạn chỉ cần lấy bắt đầu từ eo, các bạn lấy lên cho mình là 5 phân thôi. Và các bạn sẽ lấy dấu lại cho mình cái đường sườn. Tại vì đây là cái mẫu bằng chất liệu vải co giãn ha các bạn ha. Và cái đường lai thì các bạn lấy lai cong. Tại vì với những cái mẫu ngắn á, khi mình mặc ngắn đến mông mà mình cắt nó ngang á, là mặt nó sẽ bị hớt giật lên, cho nên mình vẫn giữ lại cái đường cong này nha các bạn nha. Rồi các bạn đi cao lên đến ngay vị trí eo. Và ngay cái phần đầu vai này nè, từ đầu vai này các bạn đo lên cho mình 2 phân. Và các bạn sẽ lấy lại cho mình cái chiều dài của dây áo, nó nằm ở chỗ 2 phân này. Rồi bắt đầu từ cái 5 phân này nè, các bạn vẽ được cái phần eo rồi nè, thì các bạn sẽ lấy cái phần thân trước ra. Tùy các bạn thích đi mặc lại, may lại lại thì các bạn làm, còn không thì các bạn đi cong. Cong như thế này luôn. Rồi cái phần dây này các bạn sẽ kéo dài xuống. Nó đúng cái vị trí dây ở đây.
thì chúng ta sẽ có được cái phần áo thân sau mình sẽ hở lưng và nó có cái phần dây giữ nha. Và ngay chỗ này thì các bạn sẽ đi giảm lại cho mình một phần, thì chúng ta sẽ có được cái phần thân sau của cái áo đầm này. Mình sẽ cắt rập. Thì các bạn thấy là sau khi mà mình thiết kế, ôi trời, mình quên cắt cái sợi dây này rồi. Mình phải dán cái sợi dây này vô các bạn, để mình sẽ thực hành may cái mẫu này luôn. Và mình để cái sợi dây này để mình có tặng các bạn nào cái rập này thì các bạn sẽ biết được cái chiều dài đúng của cái sợi dây mà chúng ta lấy nha. Ý nghĩ của sợi dây chỉ để lại gì thôi, chứ trên áo thì mình không có cắt dây liền, mà các chị sẽ làm những cái sợi dây rời và mình may nẹp vào thôi. Rồi, như vậy thì Tisu cũng mới vừa chia sẻ xong cho cả nhà mình một cái mẫu áo đầm mà. Bây giờ thì mình cắt thêm một miếng nữa để mình làm cái miếng mỡ ở phía trước. Thân trước, thân sau mình cắt xong rồi ha. Và cái sợi dây này nha các bạn, khi các bạn làm á thì các bạn sẽ cắt lộn với sợi dây và các bạn may liền. Mình đang đo chiều dài sợi dây nè, 28. 28 dưới này, cái này tới 9 rưỡi, là coi như là 10 đi là 38 trừ lại 2 là coi như là 36. Mình sẽ có chiều dài sợi dây là 36 nha. Rồi bây giờ mình mới đặt cái phần này lên nè. Mình mới vẽ lại cái đường này. Rồi các bạn sẽ lấy lại cái góc. Đó. Thì các bạn vẽ lại cái đường góc này nha. Rồi các bạn cắt ra. Thì đây là ở trên cái phần nách áo nè các bạn. Đây là trên phần nách áo nha. Các bạn sẽ cắt cho mình một cái đường từ dưới lên trên. Và khi các bạn cắt xong rồi thì các bạn sẽ mở rộng. Các bạn mở rộng cho mình một miếng tam giác vô. Miếng tam giác này từ 5 cho đến 7 phân. Các bạn dán nó vô đây. Cái miếng này mình may rút vúng càng nhiều á, thì tại vì cái này mình mặc ở nhà các bạn, mình sẽ không có mặc nội y đâu, cho nên là cái miếng ngoài này á, nó sẽ giống như là một cái lớp để mà mình che lại cái phần nhạy cảm ở trên cái phần thân trên của mình á, cho nên là khi các bạn rút vúng nhiều thì chỗ này mình sẽ gọi là kín đáo hơn. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ có được cái miếng rút vúng. Và khi các bạn may á, thì cái này các bạn sẽ may hai lớp. Và các bạn may rút vúng cái này, các bạn may lộn cho cái phần nách, các bạn may lộn cho cái phần cổ, phần tim này. Và cái phần này thì các bạn sẽ may rút vúng và các bạn kẹp vô lại. Và các bạn may vô cái phần thân và chúng ta hoàn tất. Thì mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu đầm ngủ này. Hy vọng là các bạn sẽ có được cái phần may thành công cho mình, để mà có những cái sản phẩm mặc đẹp trong nhà các bạn ha. Và mình cũng sẽ có bài thực hành cho cái mẫu áo đầm ngủ này, mẫu số 66 này nha các bạn nha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn.